Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc các bạn cuối tuần có nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Video hôm nay xin gửi đến tất cả quý vị khán giả qua hai bài nhạc chế Trữ Tình Gia Diết mà nhạc sĩ kim ca sĩ trẻ viết tặng cô Lan Đột Biến. Nhạc phẩm thứ nhất mang tên Thuyết Âm Mưu, phỏng theo bài Bài Ca Kỷ Niệm. Nhạc phẩm thứ hai mang tên Chiến Đấu Vì Sự Thật, phỏng theo bài Tàu Anh Qua Núi. Trong bài hát này, nhạc sĩ cũng đã xướng tên anh em chính nghĩa. Nhạc sĩ kim ca sĩ trẻ Thảo Đông cũng là một trong những người góp phần với những người YouTuber chính nghĩa đứng lên hỗ trợ tinh thần thầy cô và gia đình Ái Vân. Xin mời các bạn lắng nghe nhạc phẩm Thuyết Âm Mưu và Chiến Đấu Vì Sự Thật qua nhạc sĩ trẻ Thảo Đông viết lời và trình bày. Đã bao ngày qua chiến đấu vì buồn gian, qua bao ngày qua chung tay chờ gian. Có phan phong đi đầu chỉ nghĩa, thế giết chỉ phương văn cũng đã viết thêm. Còn quân Đức Phi, Italy và nhiều lắm, đoàn chúng ta bên nhau luôn đoàn kết. Mong ý nhi đừng quên, luôn dưng tay phò lang dù bao lâu. Mong ý nhi xin đừng nang chi dù gian nguy. Không may ta cũng bền, dù ra sao ta cũng không hề lùi. Con đường mình đi chiến đấu vì sự thân, mong rằng ngày mai vinh quang về ta. Dẫu đêm đêm trong đèn ta soi lật mặt linh lan, người luôn dã tâm chờ ngày mai tiếng vui sẽ lại đến. Tìm đèn lang mang đi thi hành án cho cái gia nhân xa. Tôi đã sai người ơi là Việt Nam, đất nước ta có luôn là Việt Nam, đất nước luôn vì sao là Việt Nam, đất nước ta có luôn là Việt Nam, đất nước luôn vì sao là Việt Nam, đất nước luôn vì đêm
là lại ơn tình cũ, rồi xin bé hề lên cài anh lông vô trong, dù anh lông lấy cho Lan tôi viết lên bài ca. Kỷ niệm một đêm Lan ái ân tình cũ, rồi xin bé hề lên cài anh lông vô trong, dù anh lông cướp tình. Ôi ơn mùa thật đê hèn, tâm tư cạn hết lời. Một người con gái giá tâm cuốn lượn, đời này ghi dấu tên tôi vào sử sách. Còn chuyện này đây xin kể ra người nghe, giờ là hê lên đã bị trao, giờ đã hiểu ra rồi, mẹ của bé bây giờ là ngốc nghi lê người. Mẹ của bé hê lên, mẹ của bé bây giờ là ngốc nghi lê người. Kỷ niệm một đêm
lan ái ân tình cũ, rồi dính bé hề lên cài anh lông vô trong, dù anh lông cướp tình. Ôi ôm mùa thật đê hèn, tuổi tâm tư cạn hết lời. Một người con gái giá tâm cuốn lượn, đời này ghi dấu tên tôi vào sử sách. Còn chuyện này đây xin kể ra người nghe, giờ là Helen đã bị trao, giờ đã hiểu ra rồi, mẹ của bé bây giờ là một người lớn. Mẹ của bé Helen, mẹ của bé bây giờ là một người lớn.